Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc đặt Trường Sa trong tầm ngắm. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói với người đương nhiệm phía Mỹ rằng Washington cần ngừng can thiệp ở Biển Đông. Ông Ngụy Phượng Hòa đã tiếp xúc với ông Mark Esper ở Bangkok và sau đó người phát ngôn của Trung Quốc tường thuật lại cho các phóng viên. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng lần thứ 6 với chủ đề an ninh bền vững đã diễn ra ở Bangkok hôm ngày 18 tháng 11 năm 2019. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói cuộc gặp mang tính xây dựng và tích cực, nhưng Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng dương oai ở Biển Đông. Hoa Kỳ mấy năm qua thường tổ chức các chuyến đi của tàu chiến để bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper công khai cáo buộc Bắc Kinh ngày càng sử dụng đe dọa để thúc đẩy các mục tiêu chiến lược trong khu vực. Trong khi đó, phía Mỹ tường thuật rằng khi gặp ông Ngụy Phượng Hòa, ông Esper nhắc lại Mỹ sẽ bay đi tàu và hàng loạt các hoạt động khác bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và khuyến khích bảo vệ quyền của các nước khác cũng làm như thế theo tuyên bố của Lầu Năm Góc. Trong cuộc gặp, ông Ngụy Phượng Hòa và Mark Esper cũng đề cập diễn tiến biểu tình ở Hồng Kông. Về Đài Loan, Bộ trưởng Trung Quốc nói Trung Quốc sẽ không chấp nhận Đài Loan được độc lập và phản đối mọi quan hệ chính thức về ngoại giao và quốc phòng với Đài Loan. Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ cân nhắc cẩn thận vấn đề liên quan đến Đài Loan, người phát ngôn của Trung Quốc nhấn mạnh. Trên Biển Đông, Trung Quốc, Đài Loan cùng 4 nước trong nhóm ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đang có những tranh chấp chủ quyền. Cùng ngày, hội nghị ADMM cộng lần thứ 6 đã ra thông báo chung. Thông cáo có đoạn nói các bộ trưởng cam kết bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua việc tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh. Điều này bao gồm việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế được thừa nhận rộng rãi bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 duy trì và tôn trọng tự do hàng hải, hàng không. Trước đó, tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 9 tại Bắc Kinh hôm 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói các đảo ở Biển Đông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trong các quan chức cấp cao quốc tế tham gia diễn đàn, các Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cũng phát biểu tại diễn đàn tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nói vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực. Sau Bãi Tư Chính với nguồn trữ lượng dầu khí còn khá dồi dào, quần đảo Trường Sa đã trở thành một mục tiêu thứ hai liên tiếp mà Bắc Kinh đặt vào tầm ngắm và có thể phát động chiến tranh xâm lược. Ngày 8 tháng 11 năm 2019, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước gây hấn khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sảng tái khẳng định quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Thông thường, Trung Quốc ra tuyên bố về chủ quyền đối với Trường Sa trong bối cảnh quan hệ Trung Việt thật sự căng thẳng. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, cũng Cảnh Sảng đã tung ra một tuyên bố chưa từng có, khẳng định Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải ngừng mọi hoạt động khai thác dầu khí ở nơi này. Đã có thể nhìn thấy rất rõ ý đồ của Trung Quốc trong chiến dịch mang tên Hải Dương 8 từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay, biến vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành vùng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc để sau đó từng bước tuyên bố không chỉ Bãi Tư Chính mà cả quần đảo Trường Sa cũng thuộc chủ quyền của Trung Quốc, đánh lận con đen với dư luận quốc tế để tạo bàn đạp gây chiến khi cần thiết. Nếu dầu khí ở Bãi Tư Chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên gần như duy nhất còn lại để nuôi bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam cùng một thứ tín ngưỡng, hệ thức, hệ và xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ tồn tại trong thực tiễn, Trường Sa tuy diện tích nhỏ nhưng lại có vai trò chiến lược quân sự khi quần đảo này nằm ở vị trí án ngữ ngay các luồng giao thông qua lại trên Biển Đông. Nếu mất Trường Sa, Việt Nam sẽ mất nốt một cứ điểm quan trọng ở Biển Đông. Sau khi quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung Quốc vào năm 1974 và nếu điều tồi tệ ấy xảy ra, Trung Quốc sẽ có một trạm BOT đường biển hết sức đắc ý mà có thể dựa vào đó để mặc cả và thu phí thông thương đối với tàu bè của các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc. Trong đó, 4 quốc gia vừa kể tên nằm trong nhóm tứ giác kim cương, một liên minh về quân sự đối trọng với Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương. Kịch bản ngày càng lộ rõ là Việt Nam khó có thể tránh thoát một cuộc tấn công quân sự, dù có thể chỉ là ở cấp độ lữ đoàn từ phía Trung Quốc. Chiến dịch tấn công này nếu xảy ra chắc chắn sẽ diễn ra ở trên biển và rất gần về mặt kinh tuyến và vị tuyến với những mỏ dầu mà Việt Nam đang dự định khai thác, nhưng nằm trong đường lưỡi bò mới được Trung Quốc vẽ bổ sung với Trường Sa và Hoàng Sa. Bước đầu, Trung Quốc có thể tấn công các tàu hải cảnh của Việt Nam đang bảo vệ Bãi Tư Chính, sau đó cuộc chiến sẽ leo thang với sự đụng độ giữa các tàu chiến của hai bên. Sau đó, Trung Quốc có thể tấn công Trường Sa hoặc có thể sẽ gây ra cuộc chiến ở Trường Sa trước khi đổ quân vào Bãi Tư Chính. Việt Nam lấy gì để chống trả? Nếu xét về năng lực hải quân, cho dù có điều động toàn bộ số tàu chiến và hải cảnh ra Biển Đông, phía Việt Nam cũng chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng lượng tàu chiến và hải cảnh của Trung Quốc, chưa kể hàng chục ngàn tàu thương mại dân sự, tức tàu cá được bọc sắt mà Bắc Kinh tung ra như một đòn chiến thuật biển vào những lúc không cần có mặt tàu chiến. Hải quân Việt Nam sẽ khó lòng cầm cự được lâu nếu nổ ra chiến tranh ở Biển Đông. Còn nếu xét về ý chí hải quân bám bờ trong suốt thời gian nhiều năm qua và tâm thế ngậm hụt thị hiện thời thì chẳng có hy vọng gì về phía hải quân Việt Nam dám can đảm chống cự tàu Trung Quốc khi bị tấn công. Thậm chí cảnh bỏ của chạy lấy người còn có thể lan rộng đúng theo phương cách chống giặc bằng cờ mà giới chóp bu Cộng sản Việt Nam đang đốc thúc phát 1 triệu lá cờ đỏ sao vàng cho ngư dân bám biển và hải quân quyết bám bờ. Hiện thời, ngay cả chuyện nêu tên Trung Quốc và Bãi Tư Chính, những phản ứng hiếm hoi của Bộ Ngoại giao và giới tướng lĩnh quân đội Việt Nam vẫn chỉ là giấc mơ cổ tích. Rất đồng điệu với thái độ cầm nín từ trên xuống dưới, từ Nguyễn Phú Trọng cho đến các ủy viên Bộ Chính trị và tất nhiên chẳng cần đếm tới gần 200 ủy viên Trung ương. Cho tới nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam thậm chí không đủ can đảm công bố chuyện đưa tên lửa ra Trường Sa để đối đầu với tên lửa của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm. Hãy nhớ lại vào đúng ngày 17 tháng 2 năm 2016 như một cách kỷ niệm 37 năm ngày khởi động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở biên giới phía Bắc. Trung Quốc đã bố trí phi pháp 8 tên lửa đất đối không HQ-9 và một hệ thống radar trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hình ảnh vệ tinh do hãng IMSS International ISI chụp đã chứng minh rất rõ về việc này. Một khi đã công khai đặt tên lửa ở đảo Phú Lâm để từ đó chống chế một phần Biển Đông, Trung Quốc sẽ chẳng mấy ngần ngại chọn Việt Nam như một mắt xích yếu nhất và hèn nhất trong khu vực chống lại những nước khác thuộc về Đông Nam Á để tạo nên một cuộc xung đột quân sự mang tính răn đe đối với Mỹ và những nước còn lại, đặc biệt sau phán quyết PCA có bất lợi cho tác giả của đường lưỡi bò 9 đoạn. Đến tháng 8 năm 2016, hãng tin Anh Reuters bất ngờ đẩy thể chế đối ngoại của Việt Nam vào thế không thể êm dịu và buộc phải mở miệng khi dẫn ra một thông tin tình báo cho thấy Hà Nội đã vận chuyển các dàn phóng tên lửa từ đất liền tới 5 căn cứ ở quần đảo Trường Sa trong những tháng trước đó. Trong khi đó, giới chóp bu Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng co rúm trước Trung Cộng như thỏ trước sói. Chuỗi logic của tư thế ẩn nấp tối đa như thế đã dẫn đến hậu quả là Hà Nội cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam bị một vố đau điếng. Ai đó đã bật mí về những dàn phóng tên lửa mà Việt Nam đang giấu giếm cho Reuters và buộc Việt Nam phải lộ diện trước cú phủ đầu hờm sẵn của Trung Cộng. Thế nhưng cho tới nay người ta đã chỉ có thể đoán biết về sự hiện diện của những dàn phóng tên lửa Việt Nam qua lời Viên tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam vào thời điểm năm 2016, di chuyển bất kỳ loại vũ khí nào đến bất kỳ khu vực nào, bất kỳ lúc nào trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi là quyền hợp pháp của chúng tôi. Một cách nói chung chung và hàng hai theo đúng phong cách luôn lập lờ thủ thế của quan chức Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, Vịnh và những quan chức quân đội khác đã không phủ định sự hiện diện của tên lửa Việt Nam ở Trường Sa. Có thể giới quan sát quốc tế không mấy biết đến cái tên Nguyễn Chí Vịnh, nhưng nhiều người ở Việt Nam lại đã hiểu rõ thái độ lấp lửng cố hữu của viên tướng ba sao này. Dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, tướng Vịnh còn bị một số dư luận cho rằng có yếu tố thần Trung Quốc. Biểu hiện rất dễ nhận ra của Nguyễn Chí Vịnh là trong hầu hết những cuộc đối ngoại với giới quân sự và các lãnh đạo Bắc Kinh, Vịnh luôn sử dụng một loại văn phong mô tả bầu không khí 4 tốt lẫn 16 chữ vàng. Thậm chí cả vào lúc tàu hải cảnh của Trung Quốc công khai tấn công các tàu cá và giết hại ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Cho tới nay, tướng Vịnh vẫn là người như thế, còn cấp trên của ông ta là Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì chưa bao giờ dám phản ứng với Bắc Kinh. Theo một nhận xét gần đây nhất của tướng quân đội Lê Mã Lương, Ngô Xuân Lịch thậm chí còn chưa trải qua trận đánh nào và không biết đọc bản đồ thực địa quân sự. 5 năm sau cái năm 2014 vừa khốn khó vừa phải chịu nhục, giới cho bu Cộng sản Việt Nam vẫn ngập ngụa nguyên trạng trong cảnh nguy khốn thực sự cùng tương lai đánh mất dầu khí và lãnh thổ lãnh hải. Trong khi đó, bài toán đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc ở Biển Đông vẫn cứ ì ra đó bởi những quan chức Việt Nam chết đến đít vẫn còn kiêu căng hậm hĩnh. Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ. Ngay trước mắt, nếu Trung Quốc tiến thêm một bước là hạ đặt giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 trong khu vực Bãi Tư Chính hoặc nằm ngoài khu vực này nhưng sát với một lô dầu khí màu mỡ nào đó của Việt Nam đang khai thác, liệu các lực lượng được xem là chức năng và có trách nhiệm của Việt Nam có dám phản ứng? Nếu phản ứng, sẽ là gì? Khốn thay, dù được xem là quốc gia có lực lượng quân sự hùng hậu nhất Đông Nam Á, nhưng tư thế cúi rúc của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam còn lâu mới vươn kịp dáng đứng thẳng người của nhà nước Philippines khi dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế và đã khẳng định thắng kiện vào năm 2016. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.